Hello anh em nha. Hôm bữa mình cũng có nói nhiều về cửa quấn rồi. Hôm nay mình sẽ cùng một người anh cũng như là một người chú của mình. Đó, hồi xưa cũng làm ở tiệm mình đó. Bây giờ đã ra một tiệm mới và làm cửa quấn rồi các bạn. Chuyên về cửa quấn, cửa kéo. Thì hôm nay có một cái trường hợp đi sửa cửa quấn này các bạn. Thì các bạn cùng theo chân mình, theo dõi nha. Nếu thấy video của mình hay cho mình một tim và một follow. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay đến mình đến sửa chữa cái cửa quấn. Nhưng mà cửa quấn này vì đứt lò xo, nó không dùng motor. Cho nên là khi mà một đứt lò xo thì nó tự sập xuống. Đây. Nó sập xuống đây thì tất nhiên là giờ muốn đẩy lên thì phải thay lò xo. Đấy, thay lò xo thì mình sẽ tháo xuống và thay lò xo để cho các. Vào đây em ơi, vào. Thay lò xo đây. Đây, thả xuống đây. Đây. Một bên này đứt lò xo này. Bên này đứt lò xo nó nổng ra này, còn bên này còn lò xo này. Đấy, thấy không? Khi bên này giờ đẩy cửa nó họ không lên thất. Đấy, nó không ăn vào nữa, nó tuột ra rồi này. Đấy, nổng nẻo luôn. Đấy, thấy không? Nó tuột lò xo phát ra, còn bên này không cách nào ra được. Vì thế anh em phải tháo xuống và để quấn lại nó so. Thay hai sợi nó so mới đây. Mới đưa về thay trực tiếp cho nơi làm việc luôn. Hai sợi này hai sợi mới để thay vào hai sợi trên đó. Đấy, nên là anh em phải tháo cơ xuống. Rồi tình hình như vậy nha, để bắt đầu mình sẽ tháo hai lấy đây khóa 17 em. Không rõ nhỉ, tháo hai lấy. Mình sẽ tháo này ra, chốt này chốt lại. Để nó chịu lại cái. Đây chốt đây. Chốt mượn cái búa em ơi. Đấy, anh chị chốt đã xong. Xong rồi bây giờ em lên tháo hai này là. Đúng cái này tháo cái này trước này nhớ tụi chịu lại được. Có không như vậy chưa? Này nó quay lấy này nữa. Lý do so này thì đất là do lâu ngày hoặc là cửa này đôi khi kéo lên kéo xuống nhiều, nó so từ nó giòn cho nên quá trình đẩy lên đẩy xuống thì nó vô tình nhiều lúc nó sẽ gãy là so bất chợt, chứ không phải là do lỗi người sử dụng thân. Và do lò xo lâu ngày quá là đẩy lên đẩy xuống nhiều, nó sẽ hoặc là bên trong này họ siết không chặt, bên trong này họ siết hơi nóng, nên là khi mà đẩy lên đẩy xuống nó nhúc nhích thì nó nứt lò xo rồi nó đứt ra thì người ta không kéo lên được nữa. Đây người ta gọi là có lò xo rồi. Giờ một lúc nữa mình sẽ tháo xuống quấn lò xo. Ok, bây giờ là hai bạn sẽ tháo này ra và đưa chụp về xuống. Quá trình khi mà đây như cái lò xo đứt đây, mình sẽ dùng cái rẻ, rồi trên cha đã này, mình dùng cái rẻ mình sẽ nôi ra. Đấy. Thường thì người ta không dám nôi nhưng mà mình dám nôi, tại vì mình đã từng làm cái này chuyên nghiệp rồi. Đây nó đứt ra này, hai cái nó đứt ra. Đấy, mình thay cái này, thay cái này. Đấy, sợi này nó đứt ra khỏi cái cốt rồi nên là nó không kéo cửa lên được nữa. Rồi, giờ
còn đánh khóa 17 tháo đấy đây. Đây đi theo không những sửa chữa mà mình còn đi lắp đặt mới. Và giá thành hiện bộ cửa quấn kéo tay này giờ với thị trường là mình làm đang là rất rẻ. Với giá là ổn định, là nếu mà kéo tay như vậy nó tầm 500 một mét bao lắp đặt. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kim Phú Sắt Mỹ Nghệ, bên mình sẽ trao đổi hướng dẫn cách lắp đặt. Mình lắp đặt và bảo hành sửa chữa miễn trong vòng 3 năm miễn phí. Đấy, nò xo bảo hành 5 năm. Đấy. Có thể nếu mà nhà bạn nào mà có nhu cầu mà thích chế thành motor, mình cũng chế luôn thành motor được. Từ kéo tay này thì mình chỉ lắp motor vào thôi. Để cho nhẹ nhàng hơn thì mình xài motor và ổn định. Chỉ bấm thôi, còn như đây thì mình đang làm là kéo tay cũng ấy rồi, cũng đang làm kéo tay này đi như vậy đây. Đấy. Rồi đấy, quá trình này tháo ra và lắp vào đã hoàn thành, giờ bắt đầu mình sẽ lắp nò xo để quấn vô. Đấy. Đây, còn quá trình bắt thì mình cũng bắt vào nỗ vậy. Đấy, và sẽ lại cũng siết lại. Đây, mình đang siết. Lực siết đây. Siết kia hết vào anh em nhá. Siết cho cây này đứng về giữa này. Thôi này. Đây, đừng siết vậy, em sẽ cho đầu tròn đây. Siết nó dễ hơn. Để có típ mà quên mang cái típ đi. Típ nó xoáy ở dưới dễ hơn. Buồn vậy thôi, đây cũng bắt vào vậy y như cái nãy. Đâu rồi, quá trình quấn nó xo sẽ giờ bắt đầu mình sẽ bước sang vấn đề quấn nó xo đấy. Cho thang sang, nâng cái này lên, đẩy lên, rồi đặt vào đấy rồi, ốc đây, này siết vào, cho thang lại siết cho dễ, đừng đứng với, cái này đứng với trơn ngã đấy. Để rút cái cây này ra để quấn này lên. Đó. Rồi thả ra để yên nào.
bộ cửa đã xong đấy. Thế là cửa hoạt động bình thường. Đấy, đã hoàn thành và kéo cửa lên bình thường rồi. Đấy, cho một like siêu và like ủng hộ kênh nhá. Mình sẽ chỉ dẫn cho cách lắp nồi so các tỉnh thành, nếu bạn nào mà chưa quen mình sẽ gửi nồi so đến và mình chỉ cho cách thao tác lắp đặt. Đấy. Yeah. Đúng rồi. Đưa hai cây lại đây anh mượn đấy. Rồi ok đi nhá. Bye bye.